Tại họp báo thường kỳ chính phủ tháng 10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, dự kiến trong tháng 11 này sẽ mở cửa đón khách du lịch quốc tế. Hoạt động này được thực hiện từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 20 tháng 12. Thì Kiên Giang sẽ triển khai lộ trình thử nghiệm quy trình đón khách để phục vụ. Hoạt động mở cửa đón khách du lịch quốc tế sẽ được chia ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là từ tháng 11 năm 2021, du khách đi theo chương trình du lịch chọn gói thông qua bay quốc tế tại 5 địa điểm là Phú Quốc, Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng và Quảng Ninh. Giai đoạn 2 là từ tháng 1 năm 2022 thì mở rộng, dự kiến mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế và khách có thể tham quan các chương trình du lịch ở 5 địa điểm nêu trên và có thể bổ sung thêm ở các địa phương khác để thích ứng các điều kiện. Giai đoạn 3 mở cửa lại hoàn toàn thị trường khách du lịch quốc tế và thời điểm bắt đầu là căn cứ theo tình hình dịch bệnh thực tế trên cơ sở đánh giá kết quả đón khách du lịch quốc tế trong hai giai đoạn đầu. Có bốn cái điều kiện, thứ nhất là phải tiêm hai đủ cái liều vắc xin, hai hay một mũi tùy theo cái loại vắc và nó có cái yêu cầu là có hiệu lực đủ 14 ngày và không quá 12 tháng. Thứ hai là có cái kết quả âm tính xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR. Thứ ba là có cái bảo hiểm y tế và bảo hiểm du lịch và trong đó thì có cái nội dung là chi trả điều trị Covid-19 với cái mức trách nhiệm tối thiểu là 50.000 đô la và thứ tư là tham gia cái chương trình du lịch trọn gói đối với cái doanh nghiệp lữ hành. Liên quan đến vấn đề chấn chỉnh công tác tiêm chủng, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết theo quy định của luật và các văn bản hướng dẫn có hai hình thức tiêm chủng, tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng phòng chống dịch. Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Bộ đã và đang tổ chức hướng dẫn tiêm vaccine để góp vào các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới. Bên cạnh đó, ngày 5 tháng 11 vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành công văn 9439 hướng dẫn và chỉ đạo chi tiết để bảo đảm cho tiêm chủng nói chung và tiêm vaccine phòng COVID-19 nói riêng.